cho cái quãng đường mà từ Amazon về nhà mình nhé. Đó. Từ Amazon bây giờ là 12 giờ kém 15. Bây giờ mình sẽ đi về nhà. Mình sẽ quay con đường đi làm cho mọi người xem. Cho các bạn biết là mình làm Amazon là một ngày làm 10 tiếng, một tuần làm 4 ngày. Sang bên Mỹ này thực sự mà nói ai cũng phải nên đi làm. Thứ nhất là đi làm để lấy cái sức khỏe. Cái thứ hai nữa là mình có đóng góp cho nước Mỹ. Thì về sau nước Mỹ sẽ có những cái ưu đãi giúp đỡ mình. Về sau này, về già. Cho nên sang bên Mỹ lúc đầu thì nghĩ đi làm ở Việt Nam mình đang sướng mà. Để sang bên Mỹ tự nhiên phải đi làm, nhưng mà thôi kệ, đi làm thì có cái niềm vui. Mình được tiếp xúc với mọi người. Tiếng Anh của mình nó sẽ nâng cao dần dần lên, thế thôi, hay hay. Đường cao tốc luôn, và như đi về thì lại mình ghé qua cái đường local. Đường local thì nó gần hơn. Buổi tối thì nó vắng, đi nó nhanh. Đây, các bạn thấy nước Mỹ đấy, 12 giờ đêm.
các bạn nhé. Bị mất đúng 22 phút đồng hồ. Chào các bạn nhé, chúc các bạn ngủ ngon.